Xin chào tất cả mọi người. Mình sẽ xưng hô như vậy bởi vì mình biết rằng trong video này không chỉ có các bạn nhỏ theo dõi mà sẽ có rất là nhiều người lớn vào xem. Trong thời gian qua thì bọn mình đã gặp phải những lùm xùm không đáng có. Đã có rất là nhiều bài báo, nhiều bài post trên mạng xã hội chia sẻ về hình ảnh của Thơ Nguyễn. Và có rất nhiều bài trong số đó thì có những câu chuyện chưa thực sự chính xác cho lắm. Cũng đã có nhiều bình luận khá là tiêu cực về vấn đề này. Khi mà đọc được những bình luận đó thì bởi vì bạn Thơ là một người rất là nhạy cảm, cho nên là bạn ấy đã rất là buồn. Đến ngày hôm nay thì bạn ấy thực sự suy sụp, cho nên mình sẽ là người đại diện để đưa ra một lời giải thích chính thức từ kênh Thơ Nguyễn về vấn đề này. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Câu chuyện bắt đầu từ việc bạn Thơ đã đăng tải 3 clip ở trên TikTok. Nếu như là người từng theo dõi TikTok của Thơ Nguyễn thì mọi người chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn về cách làm của bạn ấy. Những clip này đều do Thơ tự quay theo cách đơn giản, mang thiên hướng hài hước, châm biếm, khác rất nhiều so với những clip mà bọn mình vẫn thường làm ở trên YouTube. Đó là điều dễ hiểu, bởi vì nếu như YouTube dành cho mọi lứa tuổi, chúng ta có YouTube Kids, kênh của bọn mình thì cũng có rất nhiều clip dành cho trẻ em. Thì đối với TikTok, đó là một mạng xã hội dành cho thanh thiếu niên, là những người từ 13 tuổi trở lên, những người có thể hiểu được nội dung của những clip mang thiên hướng đùa giỡn, châm biếm đó. Hoặc nếu không hiểu, thì cũng đã có những lời giải thích ở phần bình luận bên dưới. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng lần này Thơ đã rất chủ quan khi đã làm về một chủ đề khá nhạy cảm, khiến cho mọi người dễ hiểu lầm thành một hành động tiêu cực nếu như không xem hết clip đó. Trước tiên thì bọn mình cũng xin được nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người về những sai sót đó. Nhưng sau đây thì mình sẽ phân tích và giải thích cặn kẽ cho mọi người hiểu về toàn bộ sự việc này. Đầu tiên chúng ta hãy cùng xem qua 3 đoạn clip đó nhé. Có nhiều bạn hỏi chị rằng bạn này có phải là cư ma? Thì bây giờ chị sẽ giải đáp với các em. Đó, con nhìn vào đây cho mẹ nha. Con nhìn vào cái này, con nói nào. Mẹ có đẹp gái hay không? Nếu như mẹ đẹp gái á, thì con lắc tròn. Còn nếu như mẹ không đẹp gái thì con lắc ngang nha. 1, 2, 3. Lắc vậy được chưa mẹ? Mẹ thấy con lắc như vậy được chưa? Đó, em thấy không? Anh hại không? Của người ta là biết lắc tròn lắc ngang, của mình chỉ biết lắc đầu mà thôi. Vậy mà gọi cứ ma thon gì. Các em nhìn này đó, mập đến mức cả tụt cả quần như thế này mà thon cái gì mà thon. Các em thấy cái bụng chưa? Bự như thế này, đây là cứ ma mập nha các em. Đừng ai gọi bạn ấy là thon nha, tại vì bạn ấy không thích tên thon. Tên thon đụng hàng, tên mập thì không đụng hàng. Còn bây giờ thì bye bye các em nha. Bye bye mọi người, mập chào mọi người. Ở clip thứ nhất, Thơ có nói đến việc có rất là nhiều bạn hỏi về bạn búp bê này. Thì đúng là như vậy. Trong một clip TikTok trước đó, Thơ Nguyễn có quay và để lọt con búp bê này vào trong khung hình và đã có rất là nhiều bình luận hỏi về nó. Nhiều người hỏi rằng đó có phải là búp bê Kumatong hay không? Chính điều đó đã thôi thúc Thơ làm clip này để giải đáp ngay. Nhìn nhận một cách khách quan mà nói, phần hình ảnh có thể hơi thiếu thiện cảm với nhiều người. Tuy nhiên, người xem có thể thấy đây rõ ràng là một clip được làm dưới góc độ châm biếm vì chính tay của bạn Thơ đang điều khiển lắc con búp bê. Cũng xin được nói thêm rằng đa phần trẻ em ở Việt Nam đều biết đến búp bê Kumatong vì nhiều năm trở lại đây đã có rất nhiều người làm clip về vấn đề này. Quan điểm của người lớn chúng ta là thường hay né tránh và không muốn đề cập đến những thứ không tốt. Nhưng đôi khi né tránh không phải là cách hay, bởi vì những thứ càng cấm thì trẻ em càng tò mò hơn mà thôi. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với 2 clip còn lại nhé. Vì TikTok chỉ giới hạn tối đa một clip là 60 giây nên Thơ đã phải quay 2 clip liên tục để nói rõ hơn ý của mình. Và 2 clip này thì cũng đã được đăng cùng một lúc trong ngày hôm đó. Chị thông nguyện mình cho tất cả các em. Hôm qua sau khi chị đăng clip về bạn cư ma mập này thì đã có rất là nhiều bạn vào nói rằng: chị ơi, chị xin vía cho em học giỏi đi. Toàn là các bạn thân yêu của chị thôi, mà xin vía học giỏi thì là một cái gì đó không sai trái. Cho nên chị quyết định hôm nay sẽ xin giúp các em nha. Mập ơi, bây giờ con nghe lời mẹ này. Ngày mai là các anh chị đi học rồi đấy. Giờ con cầu cho các anh chị học giỏi nha. Nếu mà con cầu được, con lắc ngang. Không cầu được, lắc dọc. Nói chung là cứ lắc tứ tung đi. Chị thấy có rất là nhiều bạn cứ mặt thon thì uống nước ngọt bằng ống hút, nhưng riêng mập nhà chị thì không cần. Chị thông nguyện với nhau tất cả các em. Lúc nãy chị có đăng clip xin vía học giỏi từ bạn cư ma mập. Bạn cư ma mập nhà chị là búp bê thường nhá, không phải là búp bê ma đâu nhá các em. Cho nên là có xin thế nào cũng không được. Muốn học giỏi thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất thôi, đó chính là siêng học. Vì vậy hôm nay thì chị sẽ cho các em xem bảng điểm của chị để biết rằng quá trình học tập của chị như thế nào trong thời gian học đại học nhá.
Đây, đây chính là bảng điểm của chị cho 4 năm học đại học. Điểm trung bình toàn khóa của chị là 7.46 theo thang điểm số 10 nhá các em. Đối với thành tích này thì có nhiều bạn sẽ nói rằng nó chưa thực sự là tốt, nhưng mà chị đã có rất là nhiều học kỳ đạt học bổng và còn được bảo vệ khóa luận vào cuối năm thứ tư của trường đại học đấy. Cho nên thành tích này đối với khoa quốc tế khóa K35 là rất tốt rồi đấy. Chị cảm thấy rằng ông thần, bà thần nằm trong chính bản thân của chúng ta. Cho nên thay vì đi xin vía ở đâu, các em hãy tự cầu mong bản thân mình học tập thật siêng, như vậy thì sẽ đạt được kết quả tốt thôi nha. Chúc các em may mắn. Về mặt hình ảnh, nó tiếp tục lại là một điểm trừ, bởi vì đây cũng là thứ đang bị chụp lại và chia sẻ rất nhiều trên mạng với nhiều nội dung tiêu cực về thơ Nguyễn. Còn về nội dung, nếu xem hết hai clip, bạn có thể sẽ dễ dàng thấy được những ý nghĩa tích cực mà thơ đang muốn truyền tải. Đó là muốn chứng minh cho mọi người biết rằng muốn học giỏi thì phải tự mình nỗ lực, chứ chẳng có thể xin ai, cũng chẳng có một phép màu siêu nhiên nào cả. Nội dung thông điệp là rất tốt, tuy nhiên có nhiều người chỉ nhìn hình ảnh hoặc chỉ xem qua một đoạn nhỏ clip mà đã vội quy chụp, đánh giá và chia sẻ thông tin không chính xác lên mạng xã hội. Đặc biệt, có những người còn dùng những từ ngữ thô tục để lăng mạ thơ Nguyễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và đặc biệt là công việc của bọn mình. Trên đây là một bài viết như vậy. Đây cũng là bài viết đầu tiên mà bọn mình tìm được ở trên mạng xã hội. Bài viết được đăng vào ngày 7 tháng 3. Bọn mình thực sự rất buồn khi đọc được những dòng như vậy. Ở góc độ người trưởng thành và có ảnh hưởng, tụi mình xin ghi nhận toàn bộ ý kiến đóng góp chân thành và hợp lý từ các bạn để xây dựng nội dung lành mạnh. Nhưng xin đừng lấy danh nghĩa bảo vệ trẻ em để dùng những từ ngữ lăng mạ, miệt thị người khác. Bởi vì các em nhỏ, khi thấy được những điều đó, sẽ là những người bị tổn thương và ảnh hưởng nhiều hơn cả. Đến thời điểm mình làm clip này thì cũng đã có rất nhiều bài báo, những chia sẻ chưa thật sự chính xác về thơ Nguyễn trên mạng xã hội và nó đều đang gây tranh cãi lớn, thậm chí là nhận về những nhận xét rất tiêu cực. Mình chỉ mong rằng những ai đã xem được clip này thì mong mọi người dù có ghét thơ Nguyễn cũng hãy chia sẻ và bình luận một cách khách quan nhất nhé. Tới đây thì mình cũng muốn nói rõ hết cho mọi người biết, vì nếu không nói thì cũng chẳng ai biết. Đơn giản là bởi lẽ trong cuộc sống này, người ta quan tâm nhiều đến thị phi hơn là những hành động tốt đẹp. Trong những năm trở lại đây, bọn mình đã cố gắng làm sao để trở thành kênh giải trí lành mạnh và bổ ích cho các em nhỏ. Nội dung cũng đã được đầu tư một cách chỉn chu hơn, thân thiện hơn. Đặc biệt, bọn mình còn kết hợp với nhiều đơn vị thực hiện tuyên truyền những điều bổ ích như là bảo vệ môi trường, luôn động viên các em chăm học để theo đuổi đam mê, tích cực vận động nhiều hơn mỗi ngày, những clip trồng cây xanh, hướng dẫn phân loại rác. Bọn mình cũng xông pha đến những vùng ngập lụt để cứu trợ những người dân thiệt hại do bão lũ, đến những nơi khó khăn để hỗ trợ cho bà con nghèo. Còn một điều nữa, đó là bọn mình tự hào vì đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế đối với nhà nước. Số tiền thuế đó là một con số không hề nhỏ, và đây cũng là toàn bộ chứng từ đóng thuế của bọn mình nhé. Bởi vì bọn mình đóng thuế đầy đủ, thực hiện tốt quyền công dân nên chắc chắn sẽ được pháp luật bảo vệ. Một lần nữa, mong mọi người dù yêu quý hay là có không thích bọn mình thì cũng hãy tìm hiểu thật kỹ sự việc trước khi nhận xét một điều gì đó nhé. Hãy là một người xem thông thái, đừng để những kẻ xấu kích động. Đây cũng là những lời giải thích chính thức từ kênh Thơ Nguyễn. Bọn mình xin nhận trách nhiệm về những thiếu sót trên. Còn đúng hay sai thì đã có pháp luật phân xử. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tới đây. Hiện tại thì 3 clip của Thơ trên TikTok đã bị cắt ghép và đăng tải rất nhiều trên các mạng xã hội. Nếu nó được cắt ghép làm cho người xem hiểu sai thì mong mọi người đừng bận tâm nhé. Trong thời gian sắp tới, bọn mình sẽ tạm dừng đăng tải video để giải quyết cho xong mọi chuyện. Lời cuối cùng thì anh xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các bạn nhỏ đã đồng hành cùng anh và chị Thơ trong suốt thời gian vừa qua, vì những hiểu lầm không đáng có mà chính các em cũng đang bị ảnh hưởng. Anh cũng tin rằng dù thế nào các em cũng sẽ là những người hiểu chị Thơ nhất. Hãy cùng giải thích để mọi người hiểu rõ hơn điều đó nhé. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong một ngày không xa.